Đầu lông mày sẽ lấy khoảng 1,2 đến 1,3 mm này. À, 6 cm. 1,2 đến 1,3 đầu lông mày. Đỉnh lông mày là khoảng 3,2, 3,3. À, nếu mà mặt to là 3,3, 3,4. À, từ đầu đến đỉnh mình sẽ cho khoảng 3,3 với mặt này nhé. Mặt to hơn thì 3,4. Quay làm sao để nhìn rõ được nhé. Rồi. Từ đầu đến đỉnh là 3,3 này. Từ đầu đến đuôi là 5,5 này. Mặt này thái dương hơi nhỏ thì mình sẽ cho khoảng 5,3 thôi. Chiều dài xong cuối cùng là chiều cao này. Chiều cao của đầu lông mày lấy mình là bằng trên này, ngắm cho nó bằng với ở cái đầu lông mày của khách hàng. Đầu lông mày thật của khách hàng nó ổn rồi. Rồi độ to của đầu lông mày là 0,8 này. Tiếp đây, chị đang quay nhá. Tiếp theo đỉnh lông mày này, nếu mà mình thích dáng không cong quá, nó ngang hàm thái thì mình sẽ cho từ đầu lông mày trên đi lên đỉnh cao khoảng thêm khoảng 1,5 đến 2 mm. Mặt này thì hơi ngắn thì nhưng mà trán này cũng ngắn thì mình không nên để đỉnh cao quá, mình chỉ để dáng hàm thái thôi, để khoảng 2 mm. Các bạn sẽ cho một đường thẳng như thế này. À, chúng ta cho một đường thẳng này song song với cái đường đầu trên. Tiếp theo chúng ta căng đi ra lấy đỉnh lông mày. Căng thẳng ra lấy đỉnh lông mày. Rồi lại căng sang lấy đỉnh lông mày bên này. Rồi. Tiếp theo lấy đuôi lông mày. Chúng ta sẽ gióng từ rãnh tai. Từ rãnh tai. Các bạn căng lên đến đỉnh lông mày, căng thẳng đến đỉnh lông mày. Bên này tương tự, từ rãnh tai căng lên đỉnh. Đó, và chúng ta có đường từ đỉnh về đuôi. Tiếp theo là các bạn lấy từ đầu lông mày trên, các bạn căng lên đỉnh lông mày. Sợi lông mày hơi cứng. Phân trên lên đến đỉnh. Đó là chúng ta có dáng phía trên. Sau bắt đầu tiếp tục các bạn sẽ bo để lấy cái dáng này. Đó, chúng ta sẽ vẽ bằng chỉ phân dưới. Độ to của đỉnh các bạn sẽ lấy khoảng 0,7, mặt nhỏ thì 0,6. Chúng ta làm to ra chút cho nó sang, đường nhỏ quá với trẻ. Đoạn eo này mình sẽ rút ra cho nó nhọn cái đuôi ra. Đó, rút nhọn cái đuôi. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt từ đầu lông mày, hoặc là các bạn bắt từ phần thân eo cũng được. Đầu lông mày là 0,8 thì cái đặc thân mình sẽ còn 0,7 thôi để lăn. Đó. Và chúng ta đã có dáng đây này.
Rồi tiếp theo các bạn đo xong như này. Cũng là khoảng 0,7 eo. Mút mềm về đuôi. Rồi. Tiếp theo đường này chúng ta cũng sẽ đo về cái đầu bông mày của mình. Vẽ xong dáng à, các bạn có thể lau lia đi cái phần xung quanh nữa, kém tiếp các thứ xung quanh nữa. Là ok rồi. Đấy là cái cách mà mình định hình và vẽ dáng nhanh. Đầu lông mày hơi gần nhau, đầu lông mày thật. Lông khác cứng. Mình dùng dao tem mình sẽ cô cho nó tròn cái đỉnh một chút, đừng để nó vuông quá. Bỏ cái này đi. Chúng ta vẽ theo cái chỉ số này thì mình vẽ cái lông mày nó rất là nhanh. Nhớ là mình phải rút cái đuôi nó thật bay nhọn ra thì cái dáng nó sẽ sang. Sau đó các bạn sẽ lau hết những cái phần thừa đi, thừa xung quanh này đi này, mình sẽ lọn, mình sẽ tát cái dáng của các bạn. Cơ lưng ạ, không dài quá, không dài.